Lại nữa, Thiện Nam tử khi ta đốt hương này thì trong mỗi hương lại tỏa ra vô lượng hương đến khắp mười phương tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật, hoặc phá làm hương cung, hoặc làm hương điện hoặc làm hương lan can hương tường rào hương hào thành hương cửa nẻo hương lầu cát hương bán nguyệt hương lọng hương tràng hương phan hương trướng hương la võng hương hình tượng hương đồ trang nghiêm hương quang minh hương mây mưa đẩy khắp các cõi dùng đẻ trang nghiêm Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn khiến tất cả chúng sinh khắp thấy chư Phật hoan hỷ này, như các đại Bồ Tát, như đại Dược Vương, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghĩ nhớ, hoặc cùng ở, hoặc tùy hạnh mà đến, hoặc khen danh hiệu đều đắc được lợi ích không lướng qua. Nếu có chúng sinh tạm thời gặp được, tất sẽ khiến cho tiêu diệt tất cả phiền não nhập vào Phật Pháp, lìa các khổ uẩn vĩnh viễn tiêu diệt tất cả sợ hãi sinh tử, đến nơi nhất thiết trí không sợ hãi, phá tan tất cả núi lớn giả chết, an trụ vui bình đẳng tịch diệt, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở hướng Nam này có một thành lớn, tên là Đa La Tràng, trong thành đó có ông vua, tên là Vô Yểm Túc, Ngươi hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ, thiện tài đồng tử, đảnh lễ trưởng giả phổ nhãn, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi.